Điều 5 năm, hồ sơ hoàn thuế phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập hợp nhất chia tách giải thể phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 DNHT ban hành kèm theo thông tư này. Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.